Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Đã quay trở lại với kênh của Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà. Hôm nay thì quý vị dùng món gì nha? Hôm nay thì Quỳnh Phương sẽ gợi ý cho quý vị một cái món kho thuần chay, thơm ngon, hấp dẫn, lạ miệng nữa. Quỳnh Phương vừa làm xong nè. Đó, món này mình làm đơn giản ha. Đó, xong thì chỉ ăn kèm với rau luộc hoặc là dưa leo, rau sống cũng có được một bữa cơm chay rất là hấp dẫn rồi đó quý vị. Đó, nước thì thơm ngon đậm đà nha. Rồi Quỳnh Phương mời quý vị cùng vào bếp. Trước tiên á, thì Quỳnh Phương chuẩn bị hai miếng đậu hũ, một miếng đậu hũ vàng, một miếng đậu hũ trắng. Tiếp theo nữa là mình chuẩn bị một cái tô nước, quậy xíu muối vô, mình làm nước muối pha loãng á. Rồi bây giờ sẽ đem ngâm hai miếng đậu hũ này trong nước muối pha loãng một xíu rồi mình hãy đem chế biến ha, để cho nó mềm, nó ngon với nó sạch khuẩn ha. Tiếp theo nữa là bữa nay Quỳnh Phương có một ít dưa hấu nụ rất là ngon, ngọt nước nữa quý vị. Rồi mấy trái nhỏ nhỏ nè, khoảng 7-8 trái, 10 trái rồi đó quý vị, mấy trái nhỏ nhỏ không à. Giờ mình sẽ đi gọt bỏ hết cái phần vỏ ha. Tại mình thích ăn nhiều ít thì mình đem mình kho chung thôi. Mình Phương này kho khoảng 10 trái à, có lớn có nhỏ. Sau khi mà mình gọt sạch vỏ rồi đó, mình cũng chuẩn bị thêm một cái thau nước đó quý vị. Nếu mình Phương chuẩn bị thau nước thì mình cũng pha vô xíu muối để mình làm nước muối pha loãng. Rồi mới cho cái phần dưa hấu nụ nè. Mình gọt xong mình bỏ vô đây, mình rửa lại cho nó thiệt là sạch ha. Rồi sau đó mới đem đi lại cái vòi nước á, mình rửa lại với nước lạnh nữa cho nó thiệt là sạch, khoảng 2-3 lần nước vậy đó. Đó thì Quỳnh Phương sẽ rửa trong nước muối này khoảng 2-3 phút nha. Rồi tranh thủ á, thì mình sẽ cắt cái phần dưa hấu nụ này ra luôn. Nếu mà cái trái bự quá thì mình cắt làm tư, còn mấy cái dưa hấu nụ mà nhỏ nhỏ cắt làm hai, còn nhỏ quá nữa thì mình để yên nguyên luôn cũng được. Đây như mấy cái trái như vậy thì Quỳnh Phương sẽ cắt làm hai thôi ha. Mấy cái trái to to mình mới cắt làm tư, tùy tùy mình thôi, muốn cắt nhỏ cắt lớn gì cũng được, mà cũng vừa vừa được, cái nhỏ quá nha. Rồi bây giờ thì đem rửa sạch rồi để ra cái rổ cho nó ráo nước. Tranh thủ rồi đem hai miếng đậu hũ ra luôn, để đây cho nó ráo nước một xíu, sau đó mới đem cắt đậu hũ ra. Đậu hũ trắng thì Quỳnh Phương cũng cắt làm tư, đậu hũ vàng cũng vậy luôn, mình cũng cắt làm tư luôn. Còn bạn nào mà thích ít bị nát á, thì có thể chiên đậu hũ này qua một xíu thì nó sẽ không có bị nát nha. Còn muốn để thanh đạm, ít dầu mỡ hơn thì mình ướp luôn với muỗng nước tương, mình lắc lắc, mình để lát mình kho luôn quý vị. Rồi để đây ướp. Tiếp theo là chuẩn bị một ít hành tím nè. À, hành tím đập dập dập thì cắt làm 3, làm 4 vậy đó. Thêm nữa là quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương hai trái ớt ha. Ớt thì mình cũng đập dập dập ra để qua một bên. Sau đó bắt cái chảo lên cho ít dầu vô để chuẩn bị mình kho quý vị. Trước tiên là cho khoảng muỗng canh dầu vô, đợi cho chảo nó nóng lên, dầu nó hơi nóng nóng sôi sôi lên một xíu. Tranh thủ thì mình sẽ chán cho đều cái phần dầu này nha. Rồi cho hành tím vô, đảo qua đảo lại đó, mình phi cái phần hành tím này lên xíu rồi cho nó thơm thơm lên xíu là được rồi đó quý vị. Rồi bây giờ mình Phương ngửi thấy nó thơm thơm rồi đó, mình nhìn nó hơi vàng vàng cái gốc của hành tím một xíu là được rồi đó.
bắt đầu mình cho cái dưa hấu nụ vô luôn. Rồi xào sơ cái phần dưa hấu nụ này qua một cái cho nó thơm nha. Đảo qua đảo lại một xíu thì Quỳnh Phương chuẩn bị nước vào để mình kho. Rồi cho cái lượng nước vừa ngập cái phần dưa hấu nụ nè. Lát mình có thể mình cho thêm nữa. Đó, vừa ngập rồi mình nấu đun cho nó sôi lên. Nó sôi lên rồi Quỳnh Phương sẽ nêm nếm gia vị vào luôn. Nên gia vị thì đơn giản nè. Trước tiên là nước tương. Quỳnh Phương chọn là nước tương ngon ngon gia đình mình hay ăn á. Cho vào đây là 7 muỗng. Đó, nước tương ngon thì mình kho nó sẽ ngon hết quý vị. Thì phù hợp với khẩu vị của gia đình mình là được. Tiếp theo là đường. Đường thì mình cho vào đây 2 muỗng. Đó, quý vị nào mà thích ăn ngọt hơn hay ăn nhạt hơn thì có thể gia giảm một xíu. Rồi, không thể thiếu là hạt nêm chay hết quý vị. Hạt nêm chay thì Quỳnh Phương cho vô đây là 1 muỗng nha. Rồi giờ mình đảo qua đảo lại một cái thì mình nêm lại thử coi nó vừa cái khẩu vị mình chưa. Tranh thủ mình cũng coi bọt quý vị, nó có lên bọt thì mình vớt mình bỏ luôn. Nêm hơi đậm đà một xíu nha quý vị. Rồi sau đó thì mình cho thêm đậu hũ vào. Đó, mình nấu khoảng 5-7 phút rồi đó mình mới cho đậu hũ vào. Đó, sau đó thì mình có thể mình thêm nước nữa nha, thêm xíu nước nữa. Về lúc đầu mình nêm hơi đậm đà một xíu tại vì lát mình còn thêm nước á. Hoặc là có thể khi mình cho nước vào xong rồi các bạn nêm lại một lần nữa đó, cho nó vừa với cái khẩu vị của gia đình mình. Nêm hơi nhạt nhạt một xíu quý vị. Rồi cứ vậy thì mình để lửa vừa vừa nhỏ nhỏ, mình kho đến khi nào mà cái phần đậu hũ nó thấm gia vị cũng như là dưa hấu nụ nó mềm nó ngon là được hết quý vị. Khi nào mà thấy được rồi đó, đó thì mình để lửa nhỏ hoặc tắt bếp, mình cho ngò gí. Đó, ngò gí 1-2 cọng như đó mình cắt mình cho lên trên, rồi cũng như là tiêu xay á, mình rắc ít tiêu xay lên trên nữa. Nó đơn giản nhưng cũng rất là ngon và ngọt nước quý vị. Rồi vậy là cơ bản thì Quỳnh Phương món ngon tại nhà chuyên chia sẻ các món chay ngon là dễ làm đã chia sẻ xong cho quý vị cái món đậu hũ kho với hấu nụ đơn giản thơm ngon hấp dẫn, ăn với cơm là rất là bắt luôn. Đây là một trong những cái món chay ngon dễ làm cho gia đình mình. Thưa quý vị, một lần nữa thì Quỳnh Phương chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà, chia sẻ các món chay ngon là dễ làm ạ. Rồi, cảm ơn quý vị.